dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chiều nay 14 tháng 5, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh về kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm, tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành, đơn vị và một số địa phương. Theo báo cáo của Sở Du lịch, 4 tháng đầu năm, du lịch Lào Cai đón khoảng 2,7 triệu lượt khách, trong đó 300.000 lượt khách quốc tế, đạt 32,56% kế hoạch năm, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 9.000 tỷ đồng, bằng gần 33% kế hoạch, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của ngành du lịch, các địa phương, nhiều chương trình quảng bá xúc tiến tiếp tục được triển khai. Việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới sản phẩm du lịch cũng được các đơn vị lữ hành địa phương quan tâm. Tại buổi làm việc, các đại biểu kiến nghị đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập liên quan đến hoạt động du lịch như tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch xây dựng phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, xây dựng các điểm đến du lịch cộng đồng đảm bảo quy mô bài bản hơn, chú trọng khai thác và phát triển sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao chất lượng nhân lực du lịch, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường. Phát biểu kết luận buổi làm việc, cùng với ghi nhận kết quả đạt được thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp, tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh về hạ tầng giao thông, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt cần tập trung làm mới, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn, khuyến khích các sản phẩm du lịch mang tính kết nối giữa các địa phương, vùng miền. Thì tôi đề nghị là Sở Du lịch cũng cần phải có những cái công bố tour tuyến du lịch mới và lấy bản sắc văn hóa trang phục cổ, lễ hội rồi ẩm thực. Một vấn đề nữa ấy, thì đó là các cái sản phẩm mà du lịch gắn với nông nghiệp thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cũng phải học tập các cái tỉnh bạn. Cái công tác tổ chức các sự kiện lễ hội ấy, thì chúng ta phải quan điểm là chúng ta tổ chức ít nhưng mà nó có cái hiệu quả cao. Về những kiến nghị của ngành du lịch, các địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan liên quan rà soát cân đối nguồn lực để giải quyết theo thứ tự ưu tiên.